thấy rõ ràng là mình không có biết mình ra sao, nhưng mà nghe mọi người lâu ngày gặp lại thì có khen là da bữa nay là tốt lắm, sáng lành lại, vừa sáng và vừa cái lỗ chân lông nó không to như ngày xưa. Là cái thứ hai nữa là khi mình trường gan á, là trời ơi đâu có tập thể dục, trời ơi cái người này lười biếng thể dục lắm, nhưng mà chỉ qua chẳng qua là trường gan nó kiên trì, tháng này qua tháng kia nó săn lại thôi, là nó săn lại thôi. Chứ cái bụng thì rõ ràng, nếu mà quay cái bài học mà ngày xưa đó, cái bài học đầu tiên mà học cảm xạ thì sẽ thấy cái bụng mấy lớp luôn, tao luôn tiết thực rồi bụng vẫn to, mặc dù xuống tâm nhưng mà bụng vẫn to. Chườm gan mà nếu như mà ai mà tập thể dục mà chườm gan thì nó lại càng sạch nhanh nữa. Ở đây là cũng lâu mấy tháng rồi cô mới gặp lại là cô thấy hẳn luôn, khác hẳn luôn, da sáng, da sáng rạng rỡ luôn á. Và cái bộ này em thấy là ngon nhất của em đấy đó. Lúc trước là làm được cái bộ như này, lúc trước chị mặc là chị phải mặc cái áo sơ mi. Dạ, đúng rồi dạ. Không mặc được. Chườm gan là con lòng. Từ ngoài học trường cũng đó, khỏe lắm đó. Dạ, không có để ý, nhưng mà hầu như là cái lúc mà đi Mỹ về á, là ai cũng nói quá sao mà coi như là rất lớn luôn, là tiếng do đi Mỹ là mình đi du lịch quá nhiều, cũng như là mình giống như thể dục vậy đó, thì nó lại càng xuống bớt nữa không? Và cái mà phải nói là nãy giờ học cái đau vai á, nếu mà hồi đó mà mãi là phải giơ tay xin làm rồi, tại vì cái vai đau ghê lắm. Cô nhớ cái bài học mà lúc mới học cảm xạ không, trời ơi, nhờ rung động thư giãn á, nhờ anh Tuấn đem đồ theo, anh Tuấn nói ý quên rồi đó, cái là cái rung động thư giãn sau cái đợt đó về nghe nó bớt hẳn luôn. Cái xong cái mình trường gan, thời gian mình cũng nghe có hồi nó đau lại, có hồi nó không đau, quên bẵng luôn, tới bây giờ là không có đau gì, mấy tháng là nay không biết đau cái vai là cái gì hết. À, mà hồi đó thì phải nói nó đau mạnh tính, nó đau mà không nhấc lên được, mỗi lần đi Honda là phải đi giày nè, hỏng giày thì nó mỏng quá không chịu được, rồi về không làm được. Nói chung cái vai phải này mỗi lần em muốn thì em bỏ hẳn luôn, không bao, bởi vì mỗi lần mà em em bấm cho một người thôi là em sẽ ngay, không có làm được, nghe qua bỏ hẳn. Nhưng mà thấy không nhãn là hết rồi, nào không hay. Em nghĩ là cái lọc gan á ha, thì cái rõ rệt mà em nhìn thấy như lúc nãy em nói cô là cái mà mình bị nhiễm khủng, là mình thấy được rõ ràng, tức ăn sạch và không sạch. Điều hình đó một tháng cũng ăn lung tung lan tan nhiều, nhưng mà giờ đây trời đất ơi, ăn càng cố mới có mấy ngày thôi là cái bụng nào cho không chịu được, đau bụng mà đi cầu mà nó kiệt cục đó. Cái trường gan hay quá, trường gan hay quá, tiêu chảy mà trường gan. Giờ em có một sổ bệnh nhân mà trường gan thì khỏi nói rồi, trường gan là ngủ rất ngon, nó mới nhớ nữa. À, lúc nào cũng ngủ ngon, ngủ sâu hết trơn á, cho dù bữa nào là cũng ngủ ngon, ngủ sâu. Có một cái cắt ngang chị, có ai nói chị trẻ ra hẳn mấy tuổi không? Em hỏi thật, có ai nói là sau mấy tháng không gặp chị trẻ ra mấy tuổi? Chị nói là thấy da khác, chứ không ai khen. Không, trẻ hẳn ra. Bây giờ em về em làm phim, không chị so sánh cái phim mà quay chị cách đây cả năm nữa, chị sẽ thấy cái gương mặt chị trẻ hơn rất nhiều. Mặt trẻ hẳn ra nhiều chứ. Em bây giờ là còn đang chưa sáng đi sáng. Dạ. Hồi đó không mặc được. Hỏi cô xem, trời ơi, ngồi làm sao nó cũng mấy cục bên trên. Em nói là bệnh nhân là người chị đang ở Hà Nội. Hốt đi anh em. Chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0326-811-258. Để có trong tay đá trường gan, cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà,
bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.